Dù đến nay, hoa mẫu đơn luôn là biểu tượng cho sự giàu sang và phú quý. Vì thế mà nhiều người đã lựa chọn tranh về hoa mẫu đơn để trang trí cho ngôi nhà của mình. Tuy nhiên thì không phải ai cũng biết về ý nghĩa thực sự của nó. Và nếu như bạn cũng đang băn khoăn về vấn đề này thì đừng quên theo dõi đến cuối video của chúng tôi ngày hôm nay. 1. Giới thiệu về hoa mẫu đơn phong thủy. Mẫu đơn là loài hoa thân gỗ thuộc họ Mao Lương, còn có tên gọi khác là hoa vương và hoa phú quý. Hoa mẫu đơn được mệnh danh là quốc sắc thiên hương, các nho sĩ đời này đời kia đã từng mệnh danh là thư tề, viên phổ. Mẫu đơn có vẻ đẹp kiều diễm, lại được nhiều tiếng khen, hàm ý về cát tường. Chính vì vậy mà trong vườn, mẫu đơn thường được trồng kết hợp với nhóm đá trường thọ hoặc đá phú quý, hoặc cùng với hoa tầm xuân, tạo thành cảnh quan phú quý trường xuân. 2. Ý nghĩa của mẫu đơn theo phong thủy cát tường. Hoa mẫu đơn được dùng làm pháp khí phong thủy trong tình yêu đôi lứa. Trao tranh hoa mẫu đơn là tượng trưng cho sự chung thủy, tình yêu trong sáng và nhân duyên tốt. Nếu bạn còn độc thân thì nên để một bình hoa mẫu đơn hoặc treo một bức tranh đá quý hoa mẫu đơn trong phòng ngủ thì bạn sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ được những người khác giới. Còn bạn đã có gia đình rồi thì nên treo tranh hoa mẫu đơn hoặc đặt một bình hoa mẫu đơn nơi phòng khách theo hướng nhân duyên thì bạn sẽ có một cuộc sống gia đình hôn nhân vô cùng hạnh phúc. Trong thế giới của rất nhiều các vật phẩm phong thủy, và hoa mẫu đơn được gọi là vật phẩm phong thủy cho phú quý và tình duyên. Mẫu đơn còn có những khả năng kỳ diệu đã được lưu truyền trong dân gian từ ngàn xưa. Dược tính của hoa mẫu đơn tập trung ở rễ và hạt. Rễ cây có tính kháng sinh, giúp trẻ mọc răng, chữa bệnh vàng da, dị ứng, thận, giúp giảm đau, trị bỏng và làm giảm huyết áp. Còn hạt của hoa đã từng được xem là một loại gia vị thông dụng. Những tập tục mê tín còn tin rằng nếu đeo một chiếc vòng cổ kết hợp với hoa mẫu đơn, bạn sẽ tránh được những bệnh như hủi, động kinh, mất trí và còn có tác dụng xua tan những cơn ác mộng. Treo tranh về hoa mẫu đơn trong nhà như một lá bùa hộ mệnh bảo vệ con người chống lại ma quỷ hay những thế lực đen tối của bóng đêm. Chính vì ý nghĩa đó, ngày nay tranh hoa mẫu đơn được nhiều gia đình treo trong nhà với mong muốn có được một cuộc sống giàu sang, phú quý. Không chỉ tượng trưng cho cuộc sống quyền quý, trong quan niệm phong thủy, hoa mẫu đơn còn tượng trưng cho sự chung thủy, hạnh phúc trong tình yêu.